một hồi bão táp, một lần tàu đắm, một cái tên là cứu vớt cầu sinh tiểu bạch thiên đạo hệ thống. Vốn tưởng rằng chỉ là sinh ra tự mang ngón tay vàng hoang hải nạn bản, không nghĩ tới là một hồi lớn hơn mạo hiểm. Tình bạn, sự phản bội, tất cả những thứ này đều sẽ thay đổi hắn. Xem chúng ta mặc ca như thế nào tại cái kia tràn ngập nguy hiểm nguyên thủy thế giới hoàn thành hắn người làm công tự tu dưỡng. Di chú Câu chuyện này bị vây trên không thế giới quan cùng chân thật không có bất kỳ quan hệ gì, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp. Chương 1 Tai nạn trên biển quãng đời còn lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Trên biển phong bạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Cứu vớt cầu sinh tiểu bạch bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Người nói đúng, ta là Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Xâm nhập rừng rậm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 A hoa cùng mực ca bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Cứu người điều kiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Nghĩ cách cứu viện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Lực chiến A Sơn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Rừng phong bộ tộc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.